hôm nay thì Hải sẽ quay với một góc độ quay được khác hoàn toàn mọi người. Đấy, các bạn. Hải xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải nhé. Hôm nay thì mời tất cả mọi người mình cùng đi khám phá tại trung tâm Sài Gòn cùng với Hải. Thì hôm nay thì Hải sẽ quay với một góc độ quay nó khác hoàn toàn mọi người. Đấy, hôm thì mình đi bộ cùng nói chuyện, thì hôm nay thì Hải sẽ quay những cái khoảnh khắc đẹp tại trung tâm gửi tới mọi người thôi. Đấy, cập nhật cho mọi người xem một cái góc quay nó khác hoàn toàn. Đây, phía trước của mọi người là một khách sạn Rex 5 sao nằm ngay trên đường Lê Lợi và đường Nguyễn Huệ mọi người. Rất là đẹp, từ ngày mà bàn giao lại được đại lộ Lê Lợi thì lượng xe cộ đi lại rất là đông và náo nhiệt. Dạ vâng, thì hôm nay thì thời tiết nó mưa nên cũng ít người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ hơn mọi người. Vâng, bên kia thì trên lầu thì mọi người thấy có chữ Sky Zone ấy. Trên đấy là một cái phòng trà này, hát ở ăn uống bên trên đó luôn. Đấy, sẽ cậu đi lại tương đối là nhộn nhịp, nhưng bên trong phố đi bộ hôm nay vắng hết. Thì bây giờ thì ai mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo về xuống bên dưới nhá, ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tối ngày hôm nay. Dạ vâng, thì mọi người có thể nhìn thấy này, góc độ này nhìn những cái tòa nhà ở đây rất là đẹp luôn. Chắc là những cái cảnh quay này lâu lắm rồi mình không quay và cập nhật gửi cho tới quý cô chú anh chị các bạn luôn đó. Lâu nay mình đi quay về đường phố là nhiều. Đấy. Hôm nay thì mới có chút thời gian, với cơ đôi khi để máy nó hỏng thì mình mới có thời gian để quay cho mọi người xem những cái cập nhật cảnh nhộn nhịp tại cuộc sống Sài Gòn về đêm như thế nào. Vâng, thì phía trước có mọi người bùng binh kỳ liếu là mọi hôm rất là đông, nhưng tới hôm nay thì cũng hơi vắng một xíu. Bây giờ thì có vẻ lượng người đang đổ về đây mỗi lúc một đông này mọi người này. Đấy, các nhiếp ảnh gia này cũng như là du khách tới là rất thích chụp hình ngay cái góc này á, nhìn nó cực kỳ đẹp và sang trọng. Đây, cái góc này này, góc ngay từ khi tái lập lại bùng binh kỳ liếu mọi người, cũng như là ủy ban thành phố. Đấy, cờ đỏ sao vàng bay rực rỡ luôn, cực kỳ là đẹp. Dạ vâng, thì lượng người đang mỗi lúc đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ đang rất là đông đây mọi người. Đang kéo từ cả con đường về. Tại bây giờ là gần 9 giờ tối rồi, thì phải thấy được lượng người đông như thế này. Thực sự hôm nay thì mưa gió nên mọi người cũng lười đi chơi nữa. Có vẻ là hôm nay mọi người tập trung tại ở giữa là đông thôi.
Vâng, thì ở phía trước các mọi người đấy có một cái khách sạn Oka Hotel Sài Gòn đây này. Khá là đẹp mọi người lưu ý để tới đây nhá. Ví dụ như mọi người muốn tới ở lại Sài Gòn chơi thì mọi người có thể thuê những khách sạn này khá là gần khu trung tâm để mình đi chơi. Ở đây thì ở cách chợ Bến Thành là khoảng 2 km và cách phố Tây Bùi Viện khoảng 4 km thôi mọi người. Vâng, đây thì mọi người đã nhìn thấy này, đây có một cô gái rất là xinh đang chụp hình cùng với tượng mọi người. Tượng đây thì tối thiểu là mọi người phải mất khoảng 20.000 để có thể chụp hình nha. Sai nói
khi vừa về nhà. Mình chỉ là một người đến cho tiếng anh đã to người ở đường lên, nhưng anh sẽ vẫn đang ngày mai và chờ em. Mưa rông bao giờ sẽ qua ta nhà thầy em. Kể trên mình anh chờ lâu biết sao làm nhau màu vàng vây này. Từ xa đi về anh bắt như một cặp bồ đề. Muốn lo đi với cả thế giới chỉ như em mà thôi. Ngắm nước cũ cháy lên ngoài lối trường. Vâng, thì ở khu vực này á, ngày hôm nay thì mọi người thấy cũng tương đối là vắng vì mưa gió nên ít người qua lại mua này, bán đồ ăn vặt cũng nhiều. Vâng, thì ở phía bên này thì mọi người thấy là có hai chiếc xe buýt màu đỏ và màu hồng này đang đứng đợi khách này. Mọi người trải nghiệm tuyến xe này thì giá vé nó là 145.000 nha mọi người. Lâu nay phải đến một năm nay nó vẫn chưa đổi á. Chuyến xe này thì sẽ xuất phát từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, mình qua quận 4, qua cầu Bạc, đi qua dưới hầm cầu Bà Son rồi đi về Bình Thạnh và kết thúc tại đây nha mọi người. 145.000 trong vòng 45 phút trải nghiệm. Hải bạn thấy chắc là cái góc này mọi người khá là đẹp. Vâng, thì Hải cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ và an lành, phúc bên gia đình nhá. Hôm nay một cái video quay những cái cảnh
tại trung tâm Sài Gòn, cụ thể là tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đôi khi nó hơi buồn buồn một xíu thì mọi người xem ủng hộ Hải nhé.